Low recording nút. Xin chào tất cả các bạn. Ghi âm nút bắt đầu nút. Đang có ghi mặt âm 0 trên giờ kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình làm video này để giới thiệu với tất cả các bạn một bản cập nhật của cuộc phiêu lưu ngân nhân online. Bản này thì mình đã mod từ rất lâu rồi. Thì đêm nay thì mình thành công. Thì thời gian đầu với những phiên bản đầu thì được sự giúp đỡ của cả nhóm game thủ cấm thị. Thì ở dưới phần mô tả mình đã để link kênh YouTube kẻ thủ cấm thị, link kênh fanpage kẻ thủ cấm thị, kênh fanpage của mình và kênh YouTube của mình, cùng với kênh YouTube cùng với kênh fanpage của cùng với kênh Facebook của mình nữa nhé. Thì mình đã để đủ dưới phần mô tả rồi, cả link tải của game nữa. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi nếu như các bạn chưa biết chơi, và mình cũng sẽ check cho các bạn xem bản mới có những gì. Ok. Auto TTS for Android 1. A cộng. Đây mình sẽ dùng một giọng mới nha. Cuộc phiêu lưu ngẫu nhiên roguelike. Đây, có phần lưng roguelike. Kích vào. Đoạn demo nghe rất chất nha, mọi người nghe đoạn demo này. Đó. Để nghe nơi hơn thì các bạn hãy tải về. Đoạn demo này là do mình cắt ghép. Rồi, thì ở đây này có những rất đơn giản. Bắt đầu là hàng đống thằng này. Chơi mới nút. Chơi mới. Tiếp tục nút đã tắt. Tiếp tục là tiếp tục chơi ở với những lần chơi trước. Nhân vật nút. Nhân vật. Nghĩa trang nút. Cái phần nghĩa trang này thì mình đã quên phân biệt hóa. À, thì cái này là nhân vật, tức là cái này là hồ sơ nhân vật này. Đánh giá game này nút. Đánh giá game này. Chia sẻ nút. Chia sẻ. Phát nút. Phát. Mua bản pro. Mua bản pro. Mua bản pro là mua bản từ nhà phát triển đấy các bạn. Tắt. Chơi mới nút. Thì bây giờ mình đang chơi mới. Naruto, ở đây mình đã đặt sẵn tên rồi, thì đặt mình sẽ tìm tới được luôn nhé. Thuộc tính, gắn các thuộc tính ban đầu của ở đây bạn. Nó sẽ còn mình gắn các thuộc tính, nó sẽ tặng cho mình 6 thuộc tính, thì mình sẽ gắn lên tấn công hết luôn. Dấu 2, nút cộng nút. Thì mình sẽ hợp cộng hết lên tấn công. Tấn công là quan trọng. Nút 6. Đấy. Dấu 2 cho con lên 6. Khởi đầu. Sau đó khởi đầu này. Và cuối cùng là chúng ta sao sẽ bạn chọn sẽ nhận là được nghề nghiệp. Chọn nghề nghiệp ban đầu của bạn. Thì mình sẽ chọn làm thợ săn kho báu có trong danh sách. Mình sẽ chọn nhá. Tiên tri. Đấy, tiên tri. Bạn nghe tin đồn về một tiên tri tại ngôi đền chờ anh hùng được chọn. Đấy thì được nút. Chúng ta bấm được. Hành trình nút. Ở đây là cái thành phố hành trình. Là nó hiện ra bản đồ đấy, nhưng mà cái này mình không đọc được. À. Trạng thái nút. Trạng thái là trạng thái hiện tại của chúng ta. Hành trang nút. Hành trang là ba lô. Trang thiết bị nút. Trang thiết bị là những cái thứ mình đang đeo trên người này. Kỹ năng nút. Kỹ năng là những kỹ năng của chúng ta nhá. Vật nuôi nút. Vật nuôi là những thú cưng mà chúng ta nuôi, cái này nhặt được trứng là sẽ nở ra vật nuôi. Nhiệm vụ nút. Nhiệm vụ là nhiệm vụ của chúng ta. Bản đồ nút. Bản đồ đấy. Cài đặt nút. Cài đặt. Cấp độ 1. Cấp độ 1. 1000. 1000 là hình mình đang có 1000 vàng. 100%. 100% sức khỏe. Mana 100%. Mana năng lượng 100%. Bạn cần có mana để sử dụng các kỹ năng. 2% không đói. 2% không đói. Thành phố 00. Thành phố vị trí là ở 00. Ở đây cũng có vị trí như cậu game online trên máy tính nhá. Nó cũng có các vị trí thông số. Thời tiết nhiều mưa. Thời có tiết. Một nhà trọ đây, có một đấy. Quán bar đây, có một cửa hàng thủ công đây, có A cửa tiệm đây, có A cờ bạc gian lận đây, có A ngân hàng đây, có A sư phụ đây. Chấm than, khi Sam đang đi ngang qua của bạn nhà kho ở đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt nút tìm tới đây, cửa hàng thủ sư phụ. Sư phụ. Tôi là một sư phụ kỹ năng và tôi có thể dạy cho bạn kỹ năng lửa trại. Thì mình sẽ ấn được để mình học kỹ năng lửa trại nha. Nó là 250 vàng. Sư phụ. Ok, thành công. Chấm than. Cửa hàng thủ công nút. Cờ bạc nút. Ở đây là có cờ bạc này. Các bạn có nên chơi thử cờ bạc không ta? Hay là mình chơi thử nhá. Cờ bạc. Xin chào nhà thám hiểm. Bạn có muốn thử vận may của bạn tăng gấp đôi? Hủy bỏ. Chơi nút. Thử đi. Cờ bạc nút. Oh no. Rồi xong. Đúng rồi. Chơi tiếp nhá. À, tí nữa mình đánh quái mình tìm lại tiền rồi mà. Ôi đã thua rồi. Thôi đừng ngu nữa. Chưa chơi tới là chết đấy. Rồi. Thì ở đây sẽ là Tây là sang trái. Đông là sang phải. Bắc nút. Bắc là lên trên. Nam nút. Nam là xuống dưới. Thì bây giờ mình sẽ sang Tây. Tây nút. Thời tiết gió. Trơn trừ 10. À đấy, cái này là sẽ có cái thông số đây nha. Thì mình sẽ giải thích một chút về thông số này. Chắc các bạn không hiểu đâu. Thì đông. Hành động nút. Ở đây nó có hai thông số rồi, các bạn nghe. Các bạn nghe lại bên mình về 00 này. Đây. Bắc nút. Thời tiết. Các bạn nghe lại thông số này. Thành phố 00. Thành phố 00. Thì chúng ta sang tay một cái. Tây nút. Thì con số đầu tiên nó sẽ bị trừ để các bạn nghe này.
thời tiết nhiều mưa, trơn trừ 1-0. Đấy, bây giờ mình sang đông lại, đông nút. Con số đó trẻ sẽ trả lại như cũ. Mình sang đông tiếp thì nó sẽ thành 1-0. Đây, thời tiết nhiều mưa, núi 1-0. Đấy, tây bây giờ mình sẽ sang tây này, đây 0-0 này. Bây giờ mình sẽ lên bắc, bắc nó lên trên nhá. Bắc nút lên trên, đây. Thời tiết Nghĩa Trang 0-1. Đấy, Nghĩa Trang 0-1. Thì khi các bạn lên trên, con số đầu tiên sẽ tăng. Bắc nút, đấy. Nam nút. Bây giờ xuống Nam thì con số đầu tiên nó, con số thứ hai nó sẽ giảm. Ô. Cấp độ. Còn gì đây? Tấn công nút. Chơi bốn rồi. Nightcrawler nhận 25 bàn. Ok, nhận được 25 bàn. Tấn công 6 nút. Lên cấp luôn. Ok, lên cấp. Bắc nút. Đấy, bây giờ về Nam này. Đấy, con số đầu. Tấn công. Các bạn nghe này. Trên 0-1. Đấy, 0-1. Bây giờ mình sẽ tấn công luôn con này nha. Tấn công. Devourer 1. 1 à, thật đi. Chiến thắng. Được nút. Đấy, kết ra. Devourer 1 nhận 5 vàng. Ok, này được có 5 vàng. Chí. Đây, nút. Nhà thịt đó nha. Hashtag. Lấy thịt Devourer 1. Ok. Bắt nút. Mình sẽ về hướng Bắc để chúng ta đến Nghệ Trang. Đây. Lấy thịt Nightcrawler. Ở đây sẽ có một vài sự quy giá đấy. Lấy thịt Nightcrawler 1. Mình là chọn nghề này vì mình sẽ tìm cái trang này mình đào mộ. Phần mộ này. He love you mom. He always will. You are eternal. Challenge Samuel. Oh, đây là một dòng lỗi. Mình không có biến hóa. Bản này sẽ có cần nhận thế nào nhá. Bản của Philly con nào mình sẽ làm tới 2.0 mà. Các bạn yên tâm. Ok. Bốn được này. Nhặt lên nút. Nó đào được một cái lên này. Nhặt một cục đá cây búa 8, một cục đá cây búa. Ô. Nhặt lên. Ngon, nhặt luôn. Phần mộ nút. Tu sĩ nút. Không nhặt là ngu đấy. Thời tiết nhiều. Bây giờ mình sẽ vào hành trang để trang bị cái đấy vào người, sức tấn công mình được tăng nhá. Vật bỏ đi nút. Vận dụng nút. Vận dụng này, nghe này. Building một cục đá cây búa 8, một. Building là sử dụng đấy, ok. Trở lại nút. Một cục đá cây búa. Rồi, ok. Cây nút. Bây giờ mình sẽ đi let's go đi đánh quái vật nha. Mình cho cái tiếng chim hót mà nghe cho thư giãn, nhưng mà hình như nó không hợp với cái thời tiết. Nếu lúc thời tiết đang mưa mà nó có cái chim hót đẹp thành đền thôi. Phần thì bằng cái như thế này mình sẽ ôi gặp mộ nó này. Bằng cái như thế này thì mình sẽ xếp thành cho thành tiếng nhạc nhé. Ở đây nằm lai mờ tiên được. Ôi chào gì đây cả. Nhặt lên nút. Ôi hình như nào là cái gì này. Nhặt lên nút. Một cục đá cây búa 11+2. Nhặt. Phần mộ nút. Thời tiết nhiều. Hành. Let's go. Ngon. Một cục một đoạn Nightcrawler thì thông tin nút. Sắp xếp theo loại nút. Vân, bọt, một cục đá cây búa 11. Cái này là sức tấn công là 10 để mình có cái búa cái này mà sắp xếp bao nhiêu nha. Thông tin, vận, bỏ đi, nút, một cục đá cây búa 8, một cục đá cây 8, cái 10, thì dùng cái 10 đi. Cái 8 là tí mang vào cửa hàng bán nhá. Trở lại, cụ thể thì sẽ sao là mình sẽ dẫn mọi người đây, sau này, để mình sẽ đi cảnh lên cái vật này. Nhặt lên, nút. Nhặt cái gì đây? Gậy. Gậy, nhặt. Ok. Gậy này có thể lại, dùng để làm bữa trại. Tấn công Howler. Tấn công Howler. Let's go, đập vào đi. Howler, 2. 2, đập đó. Lấy... Howler 2 nhận 30 vàng. Nhận được 30 vàng. Ô, có người nhắn tin trên Messenger. Đây, nút, chờ. Ấn nhật thịt. Hashtag. Lấy thịt Howler 2. Ok, đã thành công. Đây, thời tiết đặc. Đây, nút. Nhặt lên, nút. Nhặt ra đây đi. Thực vật zoom. Thực vật zoom này. Đây, tấn công Death Chachan. Tấn công Death Chachan. Death Chachan 2. 2, đập nó. Đập mày. Death Chachan. Death Chachan 2 nhận 20 vàng. Được nút. Mấy game này thì... tấn công 7 nút và mình ghép này từ nhà lấy từ những game mà hashtag như được killer đấy các bạn. Chachan 2. Ai đã ra cái đấy thì sẽ biết game đó. Ok. Đây. Thời tiết nắng. Đây. Thời tiết nắng. À. Tấn công ăn khách nút. Ăn khách tại một cái độ bao nhiêu đây? Ăn khách 3. Một cái độ 3 đập rồi. Tròn 1. Naruto tấn công. Ăn khách nhận 34 thiệt hại. Oh. Ăn khách cắn. Naruto nhận 1 thiệt hại. Ồ, được đập rồi. Yếu mà. Ăn khách 3 nhận 15 bàn. Mình đang phải đập nhiều cái vật để mình lên cấp. Lấy thịt ăn. Mình rất sợ con cấp 5 hiện tại. Lấy thịt ăn khách 3. Bây giờ mình lên là cấp 7 thì mới đủ sức đập con cấp 5 chứ mình có cấp 5 mình đâu có cấp 5 là mình chết đấy. Không hiểu sao luôn. Chân trừ 41. Mẹ trừ 41. Bây giờ mình sẽ về đông buôn cái. Rồi bắt nút. Về nam một cái là về 0-0-0. Đây. Thì gió có mình xem nào. Thăng 55% đói bụng. Mana 100%. 97% sức khỏe. 845. 845 vàng. Cấp độ 3. Cấp độ 3. Thời tiết gió. Bây giờ trước tiên này mình nhà trọ, sẽ tiệm, đi quán bar, nút. Và cửa tiệm để mình bán mấy cái đồ này. Thì khi gặp vào tiệm nó hiện ra những cái món đồ này. Chữa lành thuốc 19, chữa lành 86. Thuốc này này. 86 này. Cấp độ 3. Đấy, đây là số vàng mà cuối cùng là số vàng. Thì mình sẽ gặp được lại mình tìm một bán. Bán nút. Đấy, nó hiện những đồ cho mình bán này. Thì bây giờ mình sẽ trở bán hết nút. Nha. Một đoạn hao lơ thịt 4. Bán luôn.
Hai, bán tắt. Trở lại nút bắn nút. Đã bán thực vật zoom cherry mình cho định hai để bạn. lại để trở lại nút à, một đoạn mình descent để lại bắn. để tí nướng lên cho mọi người xem ấy, nhưng mà tí nữa mình trở sẽ lại khác nút mình nướng nhé. một đoạn Chứ bắn bắn này kiếm nút tiền ra trên đấy mình gậy ngu hai chơi bạc trở vậy lại này. nút Hết tiền này, gậy hai bắn nút gậy này thì mình sẽ để lại một cục đá gây bố tắm 156 trừ 20 bắn nút này cho 56 vàng này, một đoạn nightcrawler thịt bắn nút bán này, bắn nút một trở lại gậy hai bắn một đoạn đi bao bắn bán đi vào sát thịt đi trở lại nút okay. Gậy bắn cục đá sẻng 74 cục đá sẻng này thì sắp mình không có xếp bán nha, trở lại nút mà rất gậy nhiều nút tiền nhưng mình không bán, cửa hàng thủ công mà nút chắc chắn là người ta mua. Quán Rồi, bà nút bây giờ mình sẽ vào con đò mình ăn cái. Quán bà ăn trong bà nó là 36 vàng. Ok, 36 vàng. Được nút. Ngu gì không ăn. Ăn đây. Chấm chấm. Quán đấy, bà. Mình càng lên level cao thì mình cái tiền ăn mình của mình sẽ nó càng tốn hơn. Giống như trong cái bộ phim ấy. Đấy, mình cấp càng cao thì càng phải ăn nhiều, mà ăn càng nhiều thì phải càng nhiều tiền. Đây, nút. Để bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đúng, nút. Let's go nút. Đi bán đánh cái vật nha. Đây. Đây, chờ đợi nút. Tấn công đai video nút. Đai video này, con này mình nghĩ cho mạnh. Đai video 2. Quân cấp 2. Cho mình đoán. Xong rồi. Đai video 2 nhận 10 vàng. Nhận 10 vàng. Ok, nhặt thịt nó lên. Hành trình nút. À, thịt nó nhỉ. Đây nút. Mình dùng máy nó hơi lấy tí. Lấy thịt đai video 2. Được. Đấy, rồi. Đây. Thời tiết gió. Đây nút. Thời tiết gió. Bắt nút. Về bắt này. À, đây. Đây. Tấn công Face Spider. Face Spider. Tấn công Face Spider 3. Bạn cập nhật khoảng bạn cập nhật cuối cùng thì mình sẽ dịch mấy cái tiếng sẽ đổi mấy cái tên nhân vật đi nhá. Face Spider 3 nhận 15 vàng. Được. Hành trình nút. Đây nút. Với dòng hồi nãy thì chưa phải lấy, đoán được hết. Lấy thịt Face mà Spider cả. 3. Lấy thịt Face Spider thì, 3. Thật sự game này thì nhiều từ lắm. Đây nút. Bây giờ sẽ thôi mình sẽ khám phá cái này. Bây giờ. Kazer 3. Ui giời. Kazer 3 nhận 30 vàng. Được. Cứ gì đập một con nó được. Ai lên cấp nữa rồi. Hành, okay. Lấy thịt. Lấy mình thịt lên cấp 4 này nha mọi người. Cấp 4 này, chỉ đập được mấy con cấp 4, cấp 3 là sớm nó chơi rồi. Bây giờ các bạn lên cấp khoảng cấp 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 7, cấp 8 thì các bạn mới nên đập mấy cái con yếu yếu như kiểu là... Tấn công Elemental. Và các bạn mới được đâm một cái mấy con cấp 5 nha, cấp 5 mình không đủ sức đập đâu. Elemental 3 nhận 75 bàn. Wow, con này nhiều tiền ha. Giàu đấy. Ok ngon. 21% không đói. 100% không đói. Mana 100%. 97%. 97%. Đây. Đúng thì nút. Bây giờ có hai nút kỹ năng. Hành động nút. Một nút là sử dụng kỹ năng và một nút để xem kỹ năng. Kỹ năng. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào nút kỹ năng ở cuối cùng đây. Ở bên cạnh với cái nút đi này. Đúng nút. Đại đồng. Kỹ năng. Đây. Bây giờ sẽ ấn vào kỹ năng. Đó. Hành động nút. 5. Và bây giờ mình sẽ tìm đến lửa chạy. Thủ công nút. Lửa chạy này. Lửa chạy nút. Bạn đã tạo một lửa chạy sử dụng đấy. Một gậy. Ok. Hành thì giờ mình vào hành trang. Hành trang nút. Mình tìm đến cái mì thịt kia. Thông tin nút. Đây. Ăn nút. Thay vì. Bỏ đi nút. Đây. Nấu ăn nút. Nấu ăn đây mình sẽ nút nấu ăn. À nấu lên. Thông tin. Một đoạn elemental. Bỏ thì, đi. Nấu ăn khi mà nút. Chúng ta nấu xong ấy, thì thay vì nó để là một đoạn nút. Thịt thì nó sẽ để là thịt chín ăn nấu nút. Chín. Nấu ăn nút. Ăn. Nấu ăn. Nấu ăn đi. Thịt nấu chín. Hắt. Đấy mọi người nè. Thông tin nút. Thịt nấu chín. Bỏ. Cục đá sẻng 74. Bỏ đi. Thông tin. Thịt nấu chín. Bỏ đi. Ăn nút. Thông tin mình thịt nấu chín bỏ ăn thông tin thịt nấu chín ở đây đồ nó để hơi nó lộn tí nút. Sắp xếp theo thế loại là bây giờ mình sắp sẽ tìm cái nút là mình tìm nút là sắp xếp loại này sắp xếp theo loại nút bấm vào đấy nó sẽ xếp cái ba lô mình theo loại trở lại nút đấy ok thì đây nút tiếp tục đi nào nhặt lên nút cái gì à thực vật làm mình hết gậy rồi chứ đây thời tiết nhiều bệnh 25% không đói ồ bây giờ có 25% thôi bây giờ đến khoảng 30-40% mình sẽ ăn nhé thời tiết nhiều mây ôi nhà mày rồi cái này không nhặt lên nút nhặt lên này thực vật bay thực vật bay đây tấn công ăn khách nút tấn công nó ăn khách vậy đây ăn khách hai ăn khách hai nhận 10 vàng ăn khách hai nhận hai cục đá dày ống 12 ô hai cục đá dày ống hành trình thu lại có cái để bán rồi nha mày hashtag lấy thịt ăn khách hai được đây nhặt lên nút hai cục đấy chờ đợi hành trình hành trang nút để mình vào mình trang bị xem là nó mạnh không thông tin nút không trang bị sắp xếp theo bỏ hai cục đá dày ống 12 10 bỏ chất 12 sắp xếp A Z nút sắp thông tin ăn nút bỏ đi một đoạn ăn khách thì ok trang trở bị lại cho cái giày nha này không bán mà mình trang bị bởi vì mấy đúng cái này nếu như mà
Các bạn có thể nghe cái thông số này, các bạn thấy cái đầy giày nào thông số cao hơn đấy thì các bạn mình trang bị cái giày thông số cao hơn vào người, còn cái giày thông số thấp ấy thì các bạn mang đi bán đi lấy tiền đấy. Kỹ năng nút hành động nút nút Thì các bạn có thấy là mana của mình nó giảm xuống này đây. 37 phần mana 75% 97%. Đấy, để tăng mana thì các bạn cần phải vào phòng trọ để ngủ nhá. Thì các bạn sẽ tăng mana và sức khỏe chờ lại. Đợi, mở dương nút. Ô, có mở dương này. Bây giờ tu sĩ nút. Khi mà các bạn mở dương thì các bạn sẽ nhận thành tích, tất cả mọi thứ như sức tấn công sẽ được tăng lên mở một dương một 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 bậc. Bây giờ mình sẽ là mở dương, các bạn hãy nghe cái nhạc nó đấy. Đó, đây là thành tích mới. Khi các bạn là nhận thêm thành tích sẽ có cái nhạc mở thành tích đây. Lấy nó, Đó, hủy bỏ bây giờ mình nút, sẽ lấy nó. lấy nó. Chờ đợi nút. Đấy. Đây, tu sĩ, thời tiết bây giờ nhập, mình sẽ hành, tìm hành. cái đây. Sắp xếp à, thông tin, sử dụng nút, bỏ đi, thành tích 500. Thành tích, bây giờ mình sẽ sử dụng sử nút. dụng, và các bạn hãy thông báo này. Tăng sức tấn công lên, một phòng thủ lên, một tốc độ lên, một. Đấy, tăng sức tấn công lên một, phòng thủ lên một, và sức tấn công cũng lên một luôn. Có lẽ là hơi đói thì bây giờ mình sẽ ăn mấy cái cục cục thịt đá non xẻng chín này. 74. Đây. Thực vật ích. Thông. Một. Bỏ đi. Ăn. Nút. Một đoạn ăn khét thịt sống. Ôi, đời, đời. Thông. Sắp xếp theo loại. Thịt trống. Thông Không tin. nên thịt sống, vì thịt sống nó sẽ bị ngộ độc. Thịt nấu chín. Ăn. Ăn đá. Ăn. Nút. Thịt nấu chín. 19.8. Ăn. Thịt đó. Thịt nấu chín. 23. Một. Bỏ đi. Để mình ra mình xem trở là lại. Nó giảm đói chứ ta. Cái ăn. Ăn như điên này. Không. Mana. 97. Ok. 0% 100. Đầy rồi. Nút. Đầy rồi nha. Đầy là không đói. Quán ba nút cửa tiệm thành phố 43 thành phố là ở 43. Nhà trọ bây giờ mình vào cửa nhà tiệm trọ mình ngủ cái được nút chấm chấm đây mình đây, xem ở nút. đây ông sư phụ cửa đang hàng dạy đấy cái kỹ sư năng là phụ gì không? nút Mình hay thì mình xem tôi là một sư phụ kỹ năng và tôi có thể dạy cho bạn kỹ năng thay đổi thời tiết nó sẽ là 2.000 vàng ôi bây giờ hủy mình bỏ còn chưa được 1.000 hơn chi hai sư nghìn phụ vàng chấm than Galetta nút bây giờ mình xem là Caletta mình nhận nhiệm vụ của Caletta bạn có nhiệm vụ cho tôi không gạch giết em rồi tại 1 năm phần thưởng 95 chấp nhận nút 1 năm em giàu lại một trở năm lại nút ok một năm đây nút giết ma thuật bà và đây nút 1 năm đúng không bắt nút đây đây nhặt lên nút tấn công em rồi nút thế là em giàu rồi từ đá quý một nhưng mà cái nhặt đồ nhặt là lên ô nút. đá quý wow chờ đợi ngon nút. nha tấn công em rồi tu sĩ nút tấn em rồi bốn em rồi Enzo 4. Bao nhiêu? 4 à? Tấn thế nào? Tròn 1. Naruto tấn công. Enzo nhận 32 thiệt hại. Enzo truy cập với mây của nó bị gián đoạn. Naruto nhận 21 thiệt hại. Tấn công. Đây thì... Enzo 4 nhận 40 vàng. Mà đập nó xong vất vả quá. Nhiệm vụ. Cảm ơn vì đã giết nó. Đây là phần thưởng của bạn. Thu được 95 vàng. Được nút. Giết mày vất vả. Có mà được 95 vàng. Hành trình. Hành trang đây mình xem vào đá quý mình xem thông tin sắp xếp à bây giờ mình xem vào cái mục sắp thông xếp tin này thông tin sử dụng nút ở bên cạnh bỏ đi cái đá quý đá quý 150 nó sẽ có cái mục bỏ thông, đi nút nó sẽ có cái mục sử dụng nút bỏ đi sử dụng một thông tin thông tin nút thì mà thông tin thì các bạn biết thông tin của nó nha đá quý một sử dụng nó để tăng sát thương của vũ khí hoặc sức đề kháng của một mảnh giáp đấy bạn được nút bây giờ mình sẽ ăn được và thông mình tin sẽ sử dụng sử dụng không mua gì không sử dụng nó hỏi mình đá tăng cho cái nào chọn đây thì thiết bị bây giờ để mình sẽ tăng nâng cấp một cục đá quần dài năm quần dài này hai cục đá dày ống 12 dài ống này một cục đá áo 6 tạ áo này một cục đá cây búa 10 bây giờ mình nâng sẽ cấp tăng cho nó búa nha à, sử dụng tăng búa lên thông tin sử bỏ đá quý 150 sử dụng bây giờ cái nó còn được dùng một lần nữa mình cũng tiếp tục nâng tăng cấp cho một cục đá cây búa búa nâng ăn nút đấy mất luôn trở lại rồi nút. Bây giờ mình ra mình đây. Nhặt thịt con này lấy thịt lên rồi nút lấy thịt lên rồi bốn ở đây công tu sĩ thì mình không ra mắn vì ông ấy thời, có hỏi mấy cái gì cả là ông ấy muốn lấy thực vật đấy thợ, mình không có thời tiết thợ săn kho báu nút thợ săn kho báu này nơi ở của thợ săn kho báu 05 đấy bắt nút 5 thì ở đây có thể mua được mấy cái đồ của săn kho báu như kiểu là cuốc để đào đất này kia thì bây giờ mình vẫn có rồi nên mình chỉ cần cửa, quán bar cửa tiệm nhà trọ nút bây giờ mình về không không rồi nhà, mình ngủ cái chấm chấm rồi, ok mình ngủ xong rồi 30% không nói 3% nói thì mình sẽ quán bar ăn luôn cho nó có tinh thần rồi ok chấm chấm và bây giờ mình sẽ quán bar vào ok mình nhận nhiệm vụ này chấm than lại nhận trở nhiệm vụ lại để kiếm tiền cơ bạn có nhiệm vụ cho tôi không vâng này nhất. Xin chào anh hùng tôi cần bạn tìm bạn tôi vị trí có thể xung quanh 03 cảm ba chấp nhận ô thì mình hai 03 trở lại đơn giản bắt nút lên bắt ba cái đấy đến rồi đây. Nhiệm vụ cứu hộ nút chấp nhận nút
Chấp nhận. Bây giờ đưa nó về Chờ đợi 0 bức 0 0. thời tiết gió. Tây Bắc bức 5. 1 2 3. Đây. Thời tiết gió. Thời tiết nhiệm vụ cứu hộ trở lại nút. Đây nhiệm vụ cứu hộ trở lại em ở đây. Cảm ơn anh hùng. Thu được 120 vàng. Được nút. Đấy, thì là thu được cái tiền vừa ăn uống rồi. Nhà. Thì có 3 bước mà. 14 phần mana 100 1324. Mình có 1324 vàng rồi. Tây nút. Ngon. Let's go đi viết cái bài tiếp. Thời tiết gió. Tây nút. Nhặt lên nút. Nhặt lên đi nào. Gậy. Gậy ô oh, ngon. Tí nữa mình sẽ Thời tìm tiết. mình đến cái quái vật nhé. Thời tiết gió. Ô oh, để mình Hành. Sắp xếp cái ba lô của mình theo mình sẽ cái ba lô mình được chống bao Sắp nhiêu xếp đây. AZ nút. Hành trang 6 phần 15. À thì ba lô này được đựng sắm được 15 món đồ. Đây các bạn muốn tăng đựng đồ vật thì các bạn có thể vào một cửa hàng và mua ba lô. Sắp xếp AZ nút. Ấn vào sắp xếp trở lại này. Rồi ok tiếp tục. Trở lại. Let's go đây. Tây nút. Nhặt lên nút. Nhặt lên đi. Thực vật tích. Thực vật. Tây. Tấn công Chaos. Cái này cái gì phải nhặt. Tấn. Quý. Chaos Beast 2. Chaos Mix. À. Chết ở họ bố một cái. Chaos Beast 2 nhận 10 vàng. Con này nghèo quá. Tây nút. Không được 10 vàng mà thôi. Kệ nó. Khó hơn Tây. Không các bạn. Thời tiết gió. Sống ở đây nó khó mà. Tây. Thời tiết gió. Có nó còn hơn không đúng không? Tây. Thời tiết gió. Bắt nút. À, rồi. Tây. Nhặt lên nút. Nhặt lên. Gậy. Gậy, ô lại gậy à. Tấn công direct. Cảm ơn. Direct 3. Còn các bạn. Này. Direct 3 nhận 15 vàng. Con này 3, đúng là phải cho 30 vàng. Tấn công 10 nút. Lên Bên cấp. Cấp rồi. Tấn công 10 nút. Chọn vào tấn công 10. Đấy. Lấy thì. Mình muốn đi tìm một cái hang đó, ở trong hang nó sẽ có thành tích. Nhưng mà không biết tìm hang ở đâu đây. 30 mana 100 1349 cấp độ cài đặt nút bản đồ nút nhiệm vụ nút nhiệm vụ này vật nuôi nút vật nuôi kỹ năng nút kỹ năng trang thiết bị nút trang thiết bị hành trang nút hành trang trạng thái nút trạng thái hành trình nút bây giờ trạng mình thái sẽ nút vào trạng thái nha để mình xem trạng thái của mình hiện giờ vàng vàng một cấp độ 5 cấp độ 5 vàng 1349 vàng 1349 tấn công 122 tấn 11 công 12 122 tức là sự tấn công của mình bây giờ đang là 122 nhá phòng thủ 58 3 cộng 28 phòng thủ 58 3 cộng 28 tốc độ 66 3 tốc cộng độ 36 66 3 cộng 66 sức khỏe 100% sức khỏe 100% tổng kinh nghiệm tổng kinh nghiệm 197 cái gì đây kinh nghiệm cấp hiện tại kinh nghiệm 0% cấp hiện tại 0% nhá ma pháp 100% ma pháp 100% đói 34% ma pháp là mana đấy đói là 34% này nhiệm vụ đã hoàn thành 2 nhiệm vụ đã hoàn thành 2 người bán đã hoàn tất không người bán hoàn thành không tu sĩ hoàn thành không không quái vật bị giết quái 13 vật bị giết 13 quần đảo đã hoàn quần thành đảo đã truy cập đã 0 phần 1 1 đây trở lại nút bấm trở lại và tiếp tục let's go đói 34% chia sẻ nút bấm trở lại nào quần đảo đã hoàn mặc định đây là chia sẻ nó sẽ chia sẻ mấy cái hình ảnh cho các bạn xem này chia sẻ nút nhưng mình sẽ không có chia sẻ đơn giản trở lại nút chia sẻ làm gì 5 nút bắc tây nút hành động nút này đông nút vào đông 5 bắc tây nút chờ đợi thời tiết nhiều mây cái nó hành động này các bạn nhà xem cái hành động hành động đấy bấm vào nó sẽ hành động tây chờ còn hành động gì thì mình biết nó sẽ tùy tình hình thời tiết nhiều mây có tây nút thời tiết nhiều mây có a cây đây đấy nên các bạn chọn cái nghề là thợ đốn gỗ thì các bạn thấy cây thì các bạn phải chặt cây xong sau đó đi tìm những người đốn gỗ bán đấy nhưng mình không chọn nghề đấy trơn trừ 23 trơn trừ 23 tây bây giờ nút. Mình sẽ thời tiết nắng về hướng đông đi sang qua được bên này hết rồi thời tiết mình gió. Không nên đi quá xa vì đi quá xa sẽ ra bờ biển là bờ biển mấy con cấp 5 mạnh lắm bắt nút mình phải đi lang thang ở đây khi này mạnh lên thì mình nên ra đó thường thường thì mình sẽ không ra đó đâu vì nó phòng thủ mấy con cấp mẹ cao vãi tấn công háp lang thai ở đây thì tấn công có một con hàng háp lang thai nhận 10 vàng háp lang thai nhận chữa lành thuốc 34 ngon cái này thuốc này lấy thịt háp lang chữa lành thuốc là cái chữ thuốc để chữa lành nha các bạn để chữa lành là vết thương của mình nha chữa lành sức khỏe đấy nhặt lên nút đây nè chữa lành thuốc 34 chữa lành thuốc 34 là mọi cái để chữa lành thuốc được cái phần trăm là 34 lên đấy ok nhặt luôn thời tiết mấy này mình sẽ không bán thì mấy cái này mình phải quý mà chờ đợi nút nó là thuốc ấy thời tiết gió nó giống như anti pi của đợt killer vậy ừ bắt nút nạp tây chấm than yaman nút ồ đây có một thằng chân một hai đây có một thằng chấm than ở đây có một thằng chấm than Nhận bạn có nhiệm vụ cho tôi xin chào anh hùng tôi cần bạn tìm con trai của tôi vị trí có thể xung quanh 4-1 chấp nhận nút sai đây 4-1 lận kìa trở lại nút ok thì đúc nút đồng và cái còn đéo gì đây Sudo Dragon 2 Dragon à. Dragon chiến thắng
Suno Dragon 2 nhận 10 vàng. Nó bảo anh tí đâu nhỉ? À đúng rồi, 4 chỉ 1 đúng rồi. Ý quên. Được. Đây. Thời. Chân 2, 2. Đông nút. 2, 2 này. Đây là ai quái vật? Dinosaur 2. Tập mệt, chúng mày quá, để im vào mọi người gọi xem nào. Lấy thích, nhặt lên nút. Chữa lành thuốc, nhặt. Lại là chữa lành thuốc. Người biết nhiều, tiên. Tiên, xin chào nhà thám hiểm. Gì đây? Được nút. Ừ thì chào lại. Tiên chị, thế giới đang gặp nguy hiểm và bạn là người duy nhất có thể cứu nó. Ui rồi, thế à? Nhiệm vụ cả nha. Chúng tôi cần bạn đến một hòn đảo khác và tìm Wai. Wai thằng nào nào? Wai sẽ cho bạn biết phải làm gì. Wai. Được nút. Nhưng mà Wai mà dịch cái tiếng Việt là tại sao đấy? Ừ. Lấy thịt dinosaur. Lấy thịt dinosaur. Lấy thịt dinosaur 2. Tiên tri mà trước khi các bạn muốn ra đảo khác thì các bạn phải tiên tri. Mua đền 3, 2. À, sao các bạn mới đi được thì tiên tri xong rồi phải đi mua thuyền nữa. Thế nên mình sẽ mua thuyền phải nhờ nhiều nhiều tiền với lại sức mạnh nữa. Thường thường thì mình sẽ đợi đến mình khoảng cấp 7, cấp 8 hay thì mình mới sang cấp khác nào sang đảo khác. Chi mẹ yếu như thằng điên này sang mẹ gặp mấy con quái vật mạnh đập cho mấy cái chết mẹ luôn rồi. Sudo Dragon 3. Còn cấp 3 thì đập được. Sudo Dragon 3 nhận 15 vàng. Mình sợ, mình ra đây mình sợ gặp mấy con mạnh lắm nên là mình thường thường mình không có đây. Mấy con mạnh đập cho phát chết tươi. Lấy thịt Sudo Dragon 3. Ngày chết thì mình đã chơi level cuối cùng cái này là level 100 rồi. Ô trứng này thì nó sẽ nở ở thuốc đấy. Còn bây giờ thì bắt nút về hướng nam. Đây. Tấn công Lilian nút. Tấn Lilian 2. À. Chiến thắng Lilian 2 nhận 20 vàng. Được. Hành trình nút. Bắt nút. Chờ lấy thịt. Có vẻ đợt này con này bao giờ nó mới lên cấp đấy. Khổ ghê. Lấy thịt Lilian 2. Được. Nhận lên thời tiết. Chân 4 0. Rồi chết mẹ, thế là mình 5 bắt nút. 5 nút. Là mình đầy ba lô rồi. Nhiệm vụ cứu hộ nút. Mày ra, đây là nhiệm vụ cứu hộ cho mày, nhiệm vụ nhận đồ. Kỹ năng. Nhiệm vụ nhận đồ là chết. Tây nút. Thời tiết. Tây nút. Rồi cái chỗ kia đâu ra? Nhặt lên nút. Tấn công Water Element. Thực vật xoa bát. Nhặt. Chờ đợi nút. Tấn công. Thời tiết gió. Bắt nút. Mày chặn đường mình. Water Elemental 2. Tao giết cái thằng mà chặn đường. Water Elemental 2. Nhận 50 vàng. Thật sự là mình không thể nhận là nhận nhận thịt nó được nữa vì đây giờ mình đầy bao lỗ rồi. Thơ mỏ. Mỏ 20. 20. Bắt nút. Cái kia là đâu nhỉ? Đây nút. Nơi này tối, không thấy gì cả. Ô. Hang 11. Đây là hang 11 nhé. Yeah. Đây phải cái hang rồi. Hay. Nhà bàn nút. Nhiệm vụ cứu hộ trở lại nút. Cảm ơn anh hùng. Thu được 74 vàng. Được nút. Bây giờ mình cần phải về 000. Bắt nút. Mua một cây đuốc. Đấy. Phần mộ nút. Xong đó nhặt lên nút. Tấn công nặng. Nhặt đấm. Nhặt. Không nhặt được. Nhặt lên. Đẩy mẹ vào đồ. Nhặt lên. Phần mộ nút. I love you mom. I được nút. Phần mộ. Nhặt lên nút. Tấn công nặng. Tu sĩ. Tấn công nặng. Nhặt đấm. Nhặt. Nhặt lên. Mình nghĩ là nhặt mình lên. Sẽ phải nghĩa trang 01. Đây là 01. Ok tí mình sẽ về đây. Bây giờ mình về thành phố ra. Tấn công Nightcrawler 1. Muốn đi nữa không cho nó. Chiến thắng Nightcrawler 1 nhận 25 vàng. Ok bây giờ mình sẽ về mình bắn bớt đồ đi nha. Chờ đợi phần 1 nhặt lên. Nghĩa trang trừ 1-1. Đông nút. 3-7 ở đây. 5 nút. Là nào. Quán 3 nút. Cửa tiệm. Đây vào cửa tiệm nha. Bắn nút. Bán này. Bán nút. Đã hết rồi. Đã bán thực vật X4 cho hai bạn. Trở lại. Thực vật. Trở. Bán nút. Trở lại. Bán. Trở. Thực vật. Bán. Gây X3. Bán nút. Cục đá sẻng. Bán. Một đoạn lên rồi thì. Bán. Gây X3. 6. Bán luôn gậy nha. Trở lại. Bán. Trở lại. Bắn nút, trở lại nút, một đoạn háp lang. Đã bắn một đoạn háp lang thịt 7, trở lại nút, chữa lành thuốc 30, bắn, gây x2, 4, bắn, cục đá sẻng, bắn, một đoạn ăn khách thịt 6, cục đá sẻng 7, bắn, thịt nấu 9, bắn, gây x2, 4, cục đá sẻng,
sắp xếp theo loại nút, sắp trở lại nút chữa lành thuốc bút. Đã bán chữa lành thuốc 49 cho 130 bạn. Một sẽ bán cái màu lô được hết nha. Trứng không bán một đoạn pseudodren. Trứng này bán là không có được đồng nào. Trở lại không bán để lại cho nở ra. Chữa lành thuốc 3 bán nút. Nhân trở lại lắm quá em ơi. Đây. Bán gậy X2 bán trở lại. Gậy 2 bán. Nhắn nữa hả? Trở lại trứng bán cục đá bán nút. Rồi, sắp xếp rồi. Trở lại. Mai về mình sẽ đi ăn. Thời tiết nắng. Nhà trọ nút. Ngủ cho đi. Quỷ bọc được nút. Ngủ xong ăn. Nhà trọ okay. Nút. Quán bar nút. À, quán bar ăn. Ăn quỷ bọc được nút. Chấm chấm. Quán bar cửa tiệm nút. Chúng ta sẽ đi mua đuốc. Vào cửa tiệm mua đuốc này. Chữa lành thuốc giải. Thuốc giải đầu thuốc 400. Đây có vật nuôi thuốc thì đây là thuốc là bây giờ mình lướt thằng tí nữa. Vật ma vật nuôi tốc độ thuốc 38. Tốc độ thuốc này thật là uống cái thuốc này vào xong mình sẽ được có cái tốc độ cao. Một cục đá giống như Endering ở trong The Killer vậy thôi. Thực vật X5. Nên nó khá khá giống giống nhau ấy. Một nút. Một đoạn lên rồ thịt chín hai. Một nút. Đây là những cái đồ mình vừa bán trong cửa hàng nó lại còn ở đây này. Dịch chuyển tức thời 00500. Dịch chuyển tức thời về 00. Thông tin. Nút 10500. Đuốc. Nút 10500. Một cục đá thương 10. Thông tin. Đến nó chỉ có cái đuốc bán 500.000 thôi. Để chỉ mua vậy. Chứ biết là sao bây giờ. Rồi sao đây bây giờ. Mình cần sức mạnh các bạn. Trở lại nút. Sự sức mạnh bây giờ đã rất cần thiết với mình trong giờ này. 0% mana 90. 1242. 96%. 1242. 9 mana 10. Thành phố 00. 0% đầy. PPP. Thời tiết nắng. Nhà trọ nút. Mình vừa mới ngủ xong mà sao sức eo nó yếu nhỉ. Vâng, ngủ hơn đấy nè. Chấm chấm. Nhà trọ. Bây giờ nút. Cái gì đây? Vật nuôi mới. Quả trứng mở ra. Pseudo Dragon đã ra đời. Ủa chăm sóc đọc được nút. Vật nuôi cố chỉnh sự. Đặt tên thú cưng. Vật cưng bây giờ sẽ đặt tên gì đây? Xóa. À đặt nó tên là B N Nami. Nó đóng các tính năng. A chữ là thằng bot nó M, đề xuất là M, cái nó y ngắn rồi chữ y ngắn chỉnh sửa Nami được nút đấy để tên Nami giống con pit cho nó máu hành động nút đúng đúng nút đây chờ đợi anh em nào không mộ con pit thông cảm nhé là cái vui thôi không đây tấn công linh dog nút linh dog này tấn linh dog một 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 phát tiếp đơn ra này linh dog một nhận 5 bàn được đây lấy thịt linh dog một. Ngày xưa khi mà mình còn cấp độ 100 ấy, mấy con này á, mấy con cấp độ có cao đập cái chết luôn, đập cái nào thì một cái chết luôn. Chờ đợi nơi này tối. Đây, lúc này là cái lúc mà chúng ta cần những cái này đây. Thông tin nút kích hoạt bỏ đi kích hoạt này. Sử dụng đuốc. Đây không phải lúc để chúng ta ngồi để chúng ta lấy thịt phần mộ nút. Ôi mình đã đi rồi, mình đang bật đuốc. Không không, nhớ hết đuốc chết đấy. Quay lại. Mở dương nút. Mở dương đây. Lấy nó. Chờ đợi nút. Nơi này tối. Có A đá đây. Của bạn Nami. Một ở đây. Chờ đợi nút. Nơi này tối. Sao cụ làm tin lắm một. Thế. Đây nút. Đây nút. Phần mộ nút. Y nó đang ở cấp 1 các bạn nha. Mình cấp. Phần mộ. Y love you. Được nút. Phần mộ. Nhặt lên nút. Nhặt cái nấm này đi. Nấm. Nấm này cũng bán này đây, các bạn. À, ok. Phần bộ nút. Đây có phần độ này. Ở đây nằm live bờ, yên nghỉ. Được nút. Ở đây nằm live bờ, đang yên nghỉ. Phần nhặt lên, thời tiết. Chúng ta không nên động vào người nhặt. Chết. Đấm. Nhặt. Nên lại còn nằm. Phần bộ hành trình. Rồi bây giờ mình sẽ hành. Làm mình sử dụng hành tích để được tăng thông tin sức mạnh tấn công này. Ăn nút, bỏ đi. Ăn nút, hành tích, bỏ đi. Sử dụng. Đây. Tăng sức tấn công lên, một phòng thủ lên, một tốc độ lên, một. Trở lại nút. Ok. Thì video này mình nghĩ là đã đủ rồi. Bây giờ mình sẽ ấn pause một cái. Nó sẽ hỏi tùy này. Chọn nút tạm ngừng. Tùy chọn, chọn ở trong này có những cái tập này. Tùy chọn rung động. Rung động con và khi mà nó rung này. Âm nhạc. Âm nhạc. Con đá chọn hiệu ứng thanh âm thanh rung động đập đập. On này. Button position. Button position cái này mình sẽ dịch lại từ cái video nhé. Bóp đá tự động nhặt đồ của quái vật. Nhặt đồ quái vật. Đấy. Nó chưa chọn nút chuyển. Nó chưa chọn. Trở lại nút. Bây giờ mình sẽ trở lại. Sau đây mình ấn vào lưu và thoát. Lưu và thoát cho chơi vâng nút vâng vâng đó rồi
Mình mở ra cái demo thôi. Bây giờ mình sẽ tìm cái thác quả trời trời nhé. Đấy, ok, thoát ra. Rồi. Mình đang xua mọi ứng dụng Audio Lab thì bây giờ mình sẽ phải mình tạm dừng video lại này. Ghi âm 35, ghi âm nút bắt đầu, nút